Ủa, anh tới đây làm cái gì vậy? Thằng Quy nó bận rồi, nó kêu anh đến đây sửa thai cho nó. Cái tủ lạnh của em á, không biết sao mà nó kêu quá trời luôn á. Anh vô anh coi giúp em nha. Vậy để anh coi thử cho. Mà em, ngoài cái tủ lạnh này ra, em có bị hư gì không? Sẵn anh sửa luôn cho. Anh nói cái gì vậy? Nói cái gì, anh biết mà. Em cũng cần sửa đúng không? Để anh sửa cho. Nè, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Anh làm cái gì? Buông đi. Mày làm cái gì hả? Quý, thằng khốn nạn, tao đã cấm mày tuyệt đối không đụng tới Lan. Mà bữa nay mày giở trò đồ bại với Lan hả? Mày muốn chết hay gì? Anh nói là anh bận, anh kêu ảnh tới đây mà. Đâu có đâu, anh đâu có kêu nó tới đây.